luận vào cách tăng khách hàng tiềm năng bằng cách chúng ta đi bình luận bình luận làm sao cho chất lượng nhá em hay gọi là súng ảo chất lượng đấy sáu khóa trước khi mà anh chị biết đến cái này ấy, thì anh chị có feedback lại với em rất là nhiều đó là gì khóa trước anh chị có feedback với em là cái cách này giúp anh chị tương tác trên facebook tăng rất nhiều đặc biệt là ra rất nhiều khách hàng mới từ cái việc sống ảo chất lượng rất rất nhiều anh chị feedback lại cho em như vậy luôn và cái này em nhớ là em mới thêm vào tầm khóa 3 trở đi vậy là mới có 3 khóa được học thôi khóa một khóa hai chưa có đúng không em nhớ là như vậy nghe thì cái tiêu đề nó hơi hoang mang đúng không nhưng mà cái cách này em đã làm từ rất lâu rồi từ cái thời mà em bán hàng trên facebook mà lúc đấy được đăng trên chợ lớn này chợ mới này rồi thì mình sẽ được đăng bài bán hàng miễn phí trên các chợ hồi đấy chưa có live stream có nghĩa là em chỉ bán hàng bằng cách là em đi comment dạo thôi anh chị bây giờ đi comment dạo rất nhiều nhưng mà cái cách anh chị làm nó đang không hiệu quả nhá thì hôm nay mình sẽ sống ảo làm sao cho nó chất lượng bây giờ anh chị tập trung ghi này cố gắng tập trung ghi nhá mình ghi thì mình mới nhớ học đến đâu mình follow đến đấy còn anh chị ngồi cứ nghe em xong rồi cưỡi ngựa cưỡi ngựa xem hoa là về mình không biết gì đâu ok nhá rồi đầu tiên là khi mà có một bài một người comment vào bài viết của mình nhá rồi bây giờ em sẽ nói những cái lỗi mà anh chị mắc phải trước này bây giờ, nào? bây giờ mình sẽ làm những cái lỗi mà mình hay mắc phải trước đó là gì bây giờ là anh chị đang dựa vào facebook và mình đang trao đổi với nhau như những con robot chuyên nghiệp trên mạng đúng không đó là khi anh chị gặp thấy bài viết của bạn của bạn mình này đúng không? thì thường Facebook nó sẽ gợi ý cho anh chị là những cái câu là uh, đẹp quá em ơi mới lại sang chảnh quá này tuyệt vời quá này hoặc nó sẽ gợi ý cho anh chị những cái icon trái tim hoặc hoa huyết gì đấy phù hợp với content người ta đăng thì cái công việc của anh chị là gì? bây giờ mình làm sao một ngày mình phải đi tương tác với nhiều người nhất? mình phải thả comment nhiệt tình lên bây giờ mình bố thí cho nó một cái comment thì bài mình đang nói lại, bố thí cho mình một cái comment đúng không? bây giờ anh chị đang sống với nhau như những con robot đó là gì? mình chả cảm xúc gì với nhau cả máy tính nó comment hộ mình mà và thường những cái comment như thế thì người ta không có ấn tượng gì với mình cả người ta cũng chả yêu quý mình hơn vì người ta biết là ui ở ôi cái đứa này nó bố thí comment cho mình thôi yêu quý gì nhau đâu đúng không thì ngày hôm nay mình quyết định là mình sẽ không sống như những con robot nữa nhá và đặc biệt là khi anh chị sử dụng quá nhiều cái cái comment gợi ý và cái icon gợi ý của Facebook quá nhiều thì anh chị rất dễ bị khóa comment. Ok chưa? Đừng đừng comment là tương tác với inbox nhá. Bây giờ mình xung hợp chất lượng lên. Bây giờ mình làm comment làm sao để cho cái người đọc comment người ta phải yêu quý mình. Khi mọi người bán hàng trên Facebook nhé thì cái người yêu quý rất là quan trọng. Khi mà người ta đã quý mọi người thì mọi người bán cái gì người ta cũng mua. Thật sự luôn. Thì bây giờ công việc của mình là mình đã mất thời gian tương tác trên mạng rồi thì mình phải làm sao để cái người mình tương tác người ta yêu quý mình, người ta cảm thấy thích mình và người ta có ấn tượng về mình. Lần sau thấy bài bán hàng của mình ấy thì người ta vì yêu quý, người ta mới cố gắng dành thời gian để đọc. Còn nếu như anh chị chỉ đi comment theo kiểu sitting ấy thì lần sau người ta cũng bố thí cho mình một cái thôi. Mình cứ tưởng là người ta đọc rồi nhưng người ta có đọc đâu. Thì coi như là mày comment cho tao bây giờ tao trả ơn mày thôi thì như thế là mình không bao bán được hàng đâu thì bây giờ mình sẽ có công thức trả lời comment nhá bây giờ đừng sống ảo cho con robot nữa nha lát em cho anh chị xem facebook của em bạn bè comment 100% bằng lời luôn cho anh chị xem anh chị choáng luôn anh chị sẽ thấy là em xây dựng thương hiệu cá nhân cực kỳ tốt cho những khách hàng của em khi mà mọi người vào cái một cái bài viết bất kỳ của em không bao giờ có comment sitting. không bao giờ luôn và làm sao để facebook anh, anh chị cũng như vậy nhá bây giờ này nếu như anh chị định mua một cái sản phẩm em ví dụ anh chị bây giờ anh chị định mua cái sản phẩm uh, uh, một cái sản phẩm gì đấy đi ví dụ là anh chị sản muốn mua sản phẩm diệp lục đi đúng không là một khách đặt địa vị là một khách hàng nhá bây giờ anh chị định mua cái sản phẩm diệp lục để giảm cân facebook của anh chị bây giờ có ba người trong group đi bán hàng thì bây giờ mình mua của ai bây giờ đúng không ạ anh chị sẽ lựa chọn cái người mà uy tín nhất thì công việc của anh chị là gì vào check facebook người ta khi anh chị thấy bài viết người ta đăng này bài viết toàn sitting toàn những ai cần mới lại tương tác mới lại uh, tuyệt vời quá thôi mới sản phẩm tốt lắm cái thứ thôi thì anh chị sẽ thấy là gì à người này không có uy tín gì cả hay là người này thuê xích Anh chị muốn có ai, à, cái những cái icon mà icon trên Facebook đấy ạ. Hoặc là những cái comment như thế ấy, là thường máy móc có thể làm được nhá. Em bỏ ra 5.000 em có 100 comment như thế luôn. Đúng 5.000, 100 comment như thế. Thì thường người ta sẽ thấy là người bán hàng này không uy tín. Chắc nó chỉ đang nhờ dòng họ của nó hoặc là những người bán hàng như nó xích đinh thôi. Thì anh chị sẽ loại người đấy đi. Nhưng mà khi anh chị vào Facebook của em chẳng hạn. Thấy là gì? À, 100 bình luận thì là 100 người thật comment. 100 người thật comment và comment không xích đinh mà trò chuyện với nhau thì mọi người sẽ thấy là à cái cộng cộng đồng của cái người bán hàng này rất lớn và người này rất có uy tín thì chắc chắn những cái người mua hàng đấy sẽ lựa chọn em đúng không chứ không phải là anh chị thì lúc đấy anh chị đã mất khách hàng ở thời điểm đấy và mình không cạnh tranh được với người khác rồi ở à, Roby này em khẳng định là có rất nhiều người bán hàng như anh chị gõ Robi ra cái cả nghìn người luôn thì đúng không ạ mình phải làm một cái điều gì đấy khác biệt mình xây dựng thương hiệu cá nhân ngay từ trong comment của mình để khiến khách hàng vào cái đã tin tưởng về mình rồi ok nhá hiểu nhá em nói cũng dễ hiểu mà đúng không <laughs> rồi thì em sẽ có sau một uh, quá trình uh, làm việc cật lực thì em mới nhận ra được là mình sẽ có công thức trả lời comment đó là âm thanh đi trước có thể dùng ai cần nhá có thể dùng ai cần nhá mọi người ai cần mặt cười hoặc là cái gì đấy thường em sẽ dùng hai cái đến ba cái mặt cười sau đó thì là câu nói gọi chuyện phía sau sau đó thì là sẽ là một cái ai cần mặt cười nếu như phía trước có ai rồi thì phía sau em sẽ là âm thanh em sẽ so le một có khi thì em sẽ dùng âm thanh đi trước sau đó thì là câu nói gọi chuyện và ai con mặt cười còn có khi em sẽ dùng ai con mặt cười đi trước câu nói gọi chuyện đi sau và cuối cùng em sẽ dùng cái tiếng hành động âm thanh ví dụ như hi hi gì đấy đấy rồi nhá bây giờ em ví dụ này chúng ta sẽ chuyển sang bản word để chúng ta ví dụ nhá chuyển sang bản word này bây giờ mọi người nhớ ghi ví dụ nhá cái ví dụ này mới khiến về mọi người lẩy số nhanh này ví dụ này bây giờ là gì uh bạn bạn mình nhá đăng ảnh đi cà phê đúng không nếu mà là comment sai này anh chị sẽ là một là thả ai con mặt cười gì đấy hai là comment xinh quá đúng không hai ba là comment tuyệt vời quá này đấy hoặc là xuất sắc luôn này đấy đây là những cái anh chị hay comment đúng không ạ thì bây giờ nhá công thức của chúng ta là gì âm thanh đi trước câu nói gợi chuyện đi sau vì sao phải làm như vậy vì sao phải làm như vậy nhá bây giờ em quay lại em sẽ nói này quay trở lại thuật toán facebook một tí nhá cái này em nói nhiều thôi nó dễ hiểu mọi người tập trung nhá khi mà một bài viết được đánh giá là chất lượng ấy, là phải có lượt like lượt comment và thời gian khách hàng dừng chân ở bài viết của mình càng lâu càng tốt đúng không thì nếu như bây giờ nhá người ta comment là xin quá em ơi thì mọi người chỉ comment lại là em cảm ơn chị thôi đúng không thế là chấm hết đúng không thì chỉ trong vòng một ngày thôi bài viết của mọi người sẽ trôi xuống và không còn lượt comment nữa những bài khác mới nó sẽ đè lên còn nếu như này, anh chị làm sao để cái lượt comment trong bài viết của mình luôn luôn là những câu chuyện và nói chuyện không ngừng với nhau. Người ta comment là xinh quá này. Mọi người comment làm sao để người ta phải comment trả lời comment của mọi người. Còn mọi người đang cảm ơn cho nó có thôi, đúng không? Chuẩn không? Thì bây giờ nếu như mọi người có một câu nói gợi chuyện gì đấy khiến người ta đọc xong người ta muốn trả lời comment của mình thì lỗi ấy mà mọi người đã thành công là bài viết của mọi người lại có thêm thời gian dừng chân người ta thấy thông báo người ta thấy comment này người ta thấy mọi người đang hỏi người ta thì người ta có xu hướng người ta sẽ trả lời mọi người thì lúc đấy người ta lại comment thêm một comment nữa. Đúng không? Thì bây giờ nhá, mình quay trở lại phần ví dụ này. Nếu như bây giờ mọi người chỉ comment như thế này thôi đúng không? Thì bạn bè của mọi người làm sao? Chỉ có thể là comment là "Ừ cảm ơn bạn nhé." Kết thúc hai người kết thúc không có không có gì để nói chuyện với nhau. Nhưng bây giờ nếu như mình comment đúng nhá, đúng theo công thức nhá, đó là th âm thanh hoặc là icon đi trước đúng không? Icon em sẽ tìm một cái uh, mặt cười trên Facebook. Em làm cho nó y như thật luôn. Dương chia sẻ màn hình. Cách lấy, lát anh chị sẽ hỏi em là Nhung ơi lấy icon ở đâu này? Thì em để, để em lấy luôn anh chị xem. Mình chỉ cần gõ trên Facebook thôi. Icon Facebook. Không nên nhiều anh chị bây giờ còn không biết Icon Facebook là gì. Gõ vào cái run đầu tiên này. Đây là mặt cười này. Ok, cho em căn chôn C nhá. Em đưa sang Word này. Đấy, thường ấy thì chúng ta sẽ có thể là làm icon đi trước nha mọi người thích icon gì cũng được thường thì là cái thói quen của em em hay làm ba cái icon để cho cái comment con comment của mình nó được dài ra và nó ấn tượng hơn thôi chứ còn mọi người dùng một cái như này cũng được nha không sao cả nhá đấy ok chưa em ví dụ này đi chơi ở đâu mà điệu đà thế ok chưa hi hi một cái nếu như có ai cần đi trước rồi thì em sẽ để âm thanh đi sau em là người cực kỳ hay hi hi luôn đấy là tùy theo nhá anh chị muốn gây dựng thương hiệu cá nhân của mình như thế nào ví dụ anh chị muốn nhắc đến mình là người ta thấy mình rất là hài hước này rất là thân thiện này hoặc là nhắc đến mình là người ta thấy cảm thấy mình rất dễ gần đấy là cái thương hiệu cá nhân em đang muốn xây thì em thường em sẽ hay để những cái tiếng cười để làm sao khi nhìn thấy cái comment của của em thôi người ta đã cảm thấy là mình đang rất vui có nghĩa là người ta sẽ thấy em đang rất vui và đang rất hào hứng với bài viết của người ta và người ta cảm thấy là em đang rất thân thiện nhá thì đây là cái cách em đang làm thì khi mà người ta này nếu như mọi người chỉ comment là xinh quá này tuyệt vời quá thì người ta chỉ biết comment cảm ơn thôi người ta sẽ cảm thấy là ở ừ, mình khen rất là thảo mai nhưng mà khi mình thể hiện một cái câu hỏi quan tâm người ta thì người ta rất dễ đưa ra câu trả lời đúng không mọi người hãy nghĩ trong đầu nhá là mình comment làm sao để bạn bè mình dễ đưa ra câu trả lời nhất khi người ta dễ đưa ra câu trả lời nhất thì người ta sẽ rất nhớ đến mọi người tâm lý con người và con người là ai cũng muốn được khen ai cũng muốn được quan tâm thì mọi người cứ, cứ dựa theo tư chỉ đấy mà mọi người làm nhé và nhớ là có một cái âm thanh gì đấy đi theo đấy nếu như em comment là đi chơi ở đâu mà điệu đà thế thằng ơi hi hi thì thường bạn của em sẽ trả lời là à tao đang đi Đà Lạt đấy đẹp lắm mày ơi. Thì lúc đấy là người ta sẽ cảm thấy người ta được quan tâm, người ta sẽ rất yêu quý và nhớ đến mình nhá. Ok chưa? Thì đấy là cái cách em đang làm nhá. Nếu như mọi người chỉ cần chỉ cần comment là đi chơi đâu mà đẹp thế, không thêm hi hi gì, comment như thế này thôi thì người ta không biết là mọi người đang vui hay buồn với bài viết của người ta. Người ta sẽ không cảm nhận mình được là con người như thế nào hết. Cho nên mình có âm thanh là vì điều đấy đấy. Ạ em hay lấy ví dụ là gì nhà văn nhà thơ ngày xưa không bao giờ người ta miêu tả những cái câu khẳng định mà người ta luôn có âm thanh đi theo không bao giờ người ta miêu tả là uh, mình đang ngồi xem tivi bố đi làm về mua cho mình một cái bánh rán câu văn của người ta sẽ rất là khô khan mà thường các nhà văn sẽ nói là như nào ạ ngoài trời đang mưa dí ra dí rách mình đang ngồi xem tivi đột nhiên có tiếng kéo cà kéo kẹt thì ra là bố đi làm về bố mở cửa và đưa cho mình một cái bánh rán thì khi đấy mọi người sẽ cảm nhận được khung cảnh khung cảnh xung quanh là không gian, thời gian và âm thanh diễn ra như thế nào luôn. thì mọi người sẽ thấy cái bài văn này rất gần gũi với đời sống của mình đúng không? thì mọi người áp dụng luôn vào trong cái comment này cho em nhé. nghe nó hoa mỹ một tí nhưng mà nó cũng bình thường thôi. ok chưa? sẽ khiến cho bạn bạn bè của mình sẽ cảm thấy là mình là một người rất dị, rất ra gì và lạy nọ luôn. cố gắng sống như vậy nhá. bây giờ em lấy ví dụ hai này. ví dụ hai nhá. À, bây giờ mọi người nhớ là mọi người comment bài của bạn bè mình chất lượng vào thì người ta mới có hứng comment bài của mình chất lượng. khi mà mọi người quan tâm người ta thì mọi người ta mới quan tâm lại mình chứ còn không thì đừng có mơ đúng không rồi rồi bây giờ nhá bây giờ em ví dụ hai này là mọi người đăng ảnh đi du lịch ok chưa thì sẽ có hai trường hợp này mình sống sao nó cho nó bạn bè nó lẻ này trường hợp một nhá trường hợp một là có những người có những người mà comment chất lượng thì đương nhiên là mình sẽ trả lời chất lượng rồi đúng không bây giờ trường hợp hai này anh chị khóa học khóa trước rồi, đừng comment nhá. Để anh chị khóa bảy uh, lấy số nhá. Mình đừng comment nhá, giúp em cái vấn đề này nhá. Người ta comment chất lượng thì đương nhiên là mình sẽ trả lời chất lượng rồi. Nhưng mà nếu như người ta sẽ thả icon hoặc là người ta sẽ comment theo kiểu là seeding. Seeding cũng là nghĩa là gì? Seeding trong đấy sẽ bao gồm là comment là tự động của Facebook nhá. Tự động Facebook gợi ý nhá. Ok chưa? Thì anh chị sẽ làm gì? Không nhìn thấy ạ. Anh chị xem một điện thoại nó sẽ hơi bé đúng không? rồi nào anh chị khóa trước nhớ là đừng comment nhá anh chị khóa sau nẩy số phát giúp này phát em này giúp em phát này này à. nếu như bây giờ mình đã sống chất lượng rồi mà chúng nó chỉ thái con cho mình thôi thì mình thái con lại à không được không được đúng không rồi em thấy anh chị comment đúng rồi đó là mình sẽ trả lời comment chất lượng đừng không trả lời comment nhá chị hà anh nhá là lúc ấy mình mất một người khách hàng đấy bây giờ em giải thích anh chị này kể cả người ta có comment theo kiểu là uh, bố thí cho các chị đi anh có cho các anh chị đi nữa đúng không có nghĩa là người ta cũng vẫn yêu quý mình thì người ta mới comment cho mình bây giờ mà mình bơ người ta là lần sau là coi như mình không có cái đấy luôn cho nên thường bạn bè của em em sẽ cho người ta ba cơ hội và em sẽ dạy người ta cách sống chất lượng trả lại màn hình cũng là không khi nào em giảng em không cho mọi người ghi đâu để mọi người tập trung ok chưa cứ comment mãi thế chị hải anh nhá theo như kinh nghiệm của em ấy thì em chỉ cần dạy người ta ba lần thôi tự nhiên người ta sẽ thông thái hơn lần sau nhìn thấy bài của em người ta không dám comment sitting nữa em đã trải nghiệm rồi em thề luôn em đã thử trải nghiệm rồi em sẽ cho người ta ba cơ hội và em sẽ dạy người ta cách comment chất lượng và hầu như là sau ba lần là người ta thay đổi nhá đối với những bạn bè thân của em ấy mà hay comment uh, theo kiểu sitting cho em em sẽ nhắn tin chửi luôn và từ sau mà mày comment theo kiểu bố thí cho tao thì đừng bao giờ comment hoặc là em sẽ bảo là nếu như những đứa mà cực kỳ thân ấy em sẽ bảo là em sẽ trả lời comment là Ôi lại comment rồi bạn ơi sống thật đi em sẽ comment để em đào tạo luôn có những người thân là em sẽ nhắn tin em chửi luôn còn những cái người bạn bè mà không thân thì mình chửi người ta người ta bảo mình con này thần kinh đúng không? thì em sẽ dạy người ta nhá ok chưa? mình sống như thế nào là mình là là do mình sống như thế. mình không thể vì một người tiêu cực mà mình sống tiêu cực trả lại người ta được, đúng không? bây giờ một người chửi mình đúng không? mình không thể chửi lại người ta được, mà mình sẽ vẫn văn hóa với người ta luôn cho người ta khiếp. thì cách trả lời comment đúng nhá, là em sẽ là gì? vẫn theo đúng công thức là com à âm thanh đi trước a à, hi hi, đấy. ok chưa? một này, phương án một này là trúc nhung một ngày tốt lành nhé đây là bạn bè không thân mấy rồi có những bạn bè thân thì em sẽ comment chửi luôn rồi đúng không em sẽ thêm ai cần mặt cười nhá thì khi mà cái người đấy đọc được cái comment này của em ấy lần thứ nhất người ta không quan tâm đâu người ta chỉ thả tim thôi đây là do kinh nghiệm em làm rất nhiều nhá em chia sẻ anh chị này lần đầu tiên người ta chỉ comment người ta thả tim vào cái comment này thôi nhưng mà lần thứ hai người ta lại thì coi em comment gợi chuyện người ta thì cái người ta làm là sẽ gì ạ sẽ trả lời comment và cái lần thứ ba người ta không bao giờ người ta dám comment sitting vào bài của em nữa vì người ta biết là gì em comment rất có tâm tự nhiên người ta sẽ cảm thấy ngại sẽ không dám comment như thế nữa không quá ba lần hứa mọi danh dự mọi người luôn nhưng mình phải có nhiều mẫu câu mình thay đổi đi nha chứ không, mình không thể chúc tốt lành mãi được đúng không đối với những người báo hạ, uh, bán hàng này thì em sẽ là uh, cười đúng không người ta cười mình thay ai cười nữa nhé, nhưng mà em không muốn copy khác đấy em sẽ chúc nhung một ngày bão đơn nhé thường em sẽ dùng, sử dụng mẫu câu này rất nhiều bởi vì sao thì những người bán hàng mới hay đi comment sitting cho nhau đúng không? thì em sẽ chúc người ta một ngày bão đơn thì khi mà em chúc người ta một ngày bão đơn thì người ta rất là vui và người ta cũng sẽ cảm ơn là cảm ơn nhung rất nhiều à, chúc nhung một ngày thật nhiều đơn hàng nhé nhá rất nhiều nhá em sẽ nghĩ ra rất nhiều câu để em gợi ý cho người ta trả lời chứ em không bao giờ bỏ qua mình bỏ qua thế là mình mình mất rồi nếu như mình nếu như mà hầu như bây giờ facebook mọi người đều đang sống rất là ảo với nhau mà nếu như mình không đào tạo người ta thì bao giờ mình mới tìm được người chất lượng thì anh chị nhớ là phải đào tạo người ta qua cơn gian khó này nhá người ta chưa nhận ra thì mình sẽ đào tạo người ta nhé đấy ok chưa bây giờ anh chị hiểu chưa hiểu chỗ này chưa từ ngày mai mọi người sống chất lượng với nhau nhá tùy theo bạn bè của mọi người làm công việc gì hoặc là như thế nào thì anh chị có thể là gợi cho người ta một câu hỏi đấy hoặc là à, hôm nay cuối tuần có đi chơi đâu không đấy sẽ rất là nhiều rất là nhiều nhá anh chị chỉ cần comment như này thôi một thời gian nữa facebook của anh chị là không có điểm 9 luôn chỉ có điểm 10 bạn bè anh chị sẽ Mọi người biết là tại sao mình phải mất công sống như vậy không? Để mình đang xây dựng thương hiệu cá nhân cho mình mà thì mình phải mất công chứ. Bây giờ mọi người muốn vào Facebook của mọi người là bạn bè toàn comment là tình cảm thật với nhau, yêu thương hỏi han nhau, yêu quý nhau để gây dựng thương hiệu cá nhân để làm gì? Để cho những người mua hàng nhìn thấy bài viết của mình người ta đã thấy là một mình là một người rất là có cộng đồng lớn, sống chất lượng và bạn bè của mình comment cũng chất lượng. Thì mọi người sẽ bán được hàng nhiều hơn bây giờ người ta bán hàng bằng thương hiệu cá nhân chứ bây giờ ai người ta đi tranh nhau bằng bằng gọi như là đi tranh cướp khách của nhau đâu đúng không nếu như anh chị muốn gây cho khách hàng của mình là mình là một người có cộng đồng mà lớn và cộng đồng của mình là uy tín chất lượng luôn thì mọi người phải mất công sức trước ok chưa với những người chỉ like nếu mà chỉ like thì thôi chị ơi chỉ like thì thôi mình sẽ chủ động đi comment trước sẽ có từng bước anh chị làm bây giờ nhá nói không phải nói đi anh chị vào thử bài viết của em xem ít khi anh chị gặp comment sitting lắm chỉ có người mới em chưa đào tạo thôi comment bằng lời hết đây, ơi, rất là nhiều anh chị em chưa kịp trả lời này comment bằng lời với nhau hết bài nào thì anh chị có thể trách bài bất kỳ chứ không bao giờ có chuyện mà comment theo kiểu là bố thí cho nhau đâu bài nào cũng vậy và rất nhiều comment anh chị trách một bài bất kỳ toàn là hỏi han câu chuyện với nhau chia sẻ với nhau chứ không bao giờ có chuyện comment sitting cho nhau luôn ít lắm đây một hai người này đấy có một hai người này chứ hầu như là không có anh chị cố gắng nhé